Roberto Firmino đã trở thành nhà vô địch châu Âu và là nhà vô địch Anh, đồng thời xây dựng một vị trí vững chắc ở Liverpool. Tuy nhiên, hành trình từ quê nhà Marseille đến Merseyside của anh là một con đường đầy chông gai và có cả nước mắt. Năm 2007, cậu bé 16 tuổi Roberto Firmino đi 2.000 dặm từ thành phố Marseille nổi tiếng với tội phạm hoành hành đến thử việc ở Figueirense. Với sự trợ giúp của Portela, Firmino có thể kiếm đủ tiền để giúp gia đình anh một ngày nào đó thoát khỏi nơi ở đầy nguy hiểm hiện tại. Bilu đã giúp đỡ Firmino được thử việc ở Sao Paulo. Mọi thứ đã diễn ra không như ý muốn. Firmino lại được sắp xếp thử việc ở Figueirense. Firmino được ký hợp đồng. Lúc này Figueirense đang hoàn tất những chuẩn bị cuối cùng trước mùa giải năm 2008. Theo thời gian, những lần ra sân với các đối thủ khó chơi giúp Firmino dày dặn hơn. Tuy vậy, ở bên ngoài sân cỏ, anh vẫn là một người trầm tính. Nếu bạn đến gặp cậu ấy và nói cậu ấy sẽ không có lương tháng đó, cậu ấy chỉ nhìn bạn và cười thôi. Thật khó tin. Tuy nhiên, dù bản tính bẩm sinh hơi khép kín, nhưng tài năng của anh thì khiến mọi người phải chú ý. Một cơ hội đổi đời đã xuất hiện với Firmino tuổi 17. Thế nhưng giấc mơ của anh nhanh chóng biến thành cơn ác mộng. Chuyến bay của anh gồm một đoạn quá cảnh ngắn ở Barajas tại Madrid. Sau khi đặt chân xuống thủ đô Tây Ban Nha, Firmino đã kiểm tra rất kỹ mọi giấy tờ mà mình có, nhưng rồi vẫn bị nhân viên an ninh sân bay chất vấn. Anh được đưa tới một căn phòng gồm toàn những người đang hoang mang như mình với thông báo rằng chuyến đi của họ sẽ không thể tiếp tục. Firmino bị trả về Brazil trong chuyến bay tiếp theo. Thật may là Marseille vẫn quyết tâm thử việc Firmino. Một tháng sau, đội bóng thành phố cảng nước Pháp gửi một lời mời khác, nhưng lần này là mua vé cho Firmino bay thẳng tới Paris. Và một lần nữa, anh lại rời đi trong thất vọng. Cậu ấy kết thúc thử việc với Marseille, nhưng đáng tiếc là họ từ chối trả phí phá vỡ hợp đồng. Sau khi mùa giải 2009 khép lại, và vài tuần sau sinh nhật tuổi 18, Firmino được gọi lên đội 1 Figueirense. Lúc này, cầu thủ thành người Đức Van Nistelrooy đang là tuyển tập viên của Hoffenheim dưới trướng Tanner. Câu lạc bộ đã gọi điện để hỏi anh về Firmino ở Brazil. Tôi nói rằng mình đã xem cậu ấy thi đấu và đó là một tài năng lớn. Tuy vậy, cậu ấy cần cải thiện về thể chất nếu muốn trụ lại ở Đức. Và vào mùa thu năm 2010, Tanner đã bay đến Brazil để quan sát Firmino. Họ thua 1-3 và Firmino vào sân trong 27 phút cuối cùng. Thậm chí tôi không chắc cậu ấy có chạm bóng được hay không nữa. Cậu ấy nhanh nhẹn, có sự cân bằng, có thể đánh đầu và làm tốt các hoạt động phòng ngự. Trong một buổi tập, tôi đã thấy chính xác những gì mình muốn. Tôi bị thuyết phục và tin là chúng tôi phải chiêu mộ cậu ấy. Firmino có lẽ là cầu thủ bị mắng nhiều nhất cả đội. Những người khác đơn giản là đứng xung quanh và cười khi huấn luyện viên mắng cậu ấy cả chiều. Sự lì lợm của Firmino nói lên nhiều điều về tính cách của anh. Điều đó càng giúp vị giám đốc thể thao tin tiềm năng của cầu thủ trẻ này sẽ có giá trị với Hoffenheim. Hoffenheim đã rất nhanh chân để ký hợp đồng với tài năng trẻ, đồng ý trả 4 triệu euro để giải phóng hợp đồng. Và như thế, Firmino có thể làm những điều anh ấy muốn làm cho gia đình. Firmino đến Hoffenheim vào tháng 1 năm 2011. Lúc này đội bóng của anh đang đứng thứ 8 ở Bundesliga. Tuy nhiên, đội bóng nước Đức không lập tức để cầu thủ người Brazil ra sân. Chúng tôi thực hiện một vài bài kiểm tra khi cậu ấy đến và chúng tôi không thể tin vào kết quả. Chúng tôi phải thực hiện lại và chúng cũng rất tệ. Firmino được xếp tham dự các trận đấu giao hữu với đội U23 Hoffenheim dưới sự dẫn dắt của huấn luyện Marcus Whitdom. Và Firmino lấy lại toàn bộ thể lực chỉ trong vài tuần trước sự ngạc nhiên của mọi người. Trong bối cảnh không thể cạnh tranh vé tham dự cúp châu Âu cũng như không phải lo việc xuống hạng, 3 bàn trong 11 lần ra sân, tổng cộng 470 phút là sự khởi đầu của Firmino và sau đó anh hoàn tất mùa giải đầu tiên với 7 pha lập công. Giám đốc thể thao Tanner chia sẻ, phong cách thi đấu của chúng tôi phù hợp với cậu ấy. Chúng tôi thi đấu với phong cách chuyển đổi trạng thái nhanh và cậu ấy là kiểu cầu thủ phù hợp với hệ thống ấy. Cậu ấy cũng ở độ tuổi hoàn hảo, 19 tuổi, những năm tháng học hỏi tốt nhất. Mùa giải 2013-2014, Firmino thi đấu xuất sắc. Anh ghi 22 bàn trên mọi đấu trường, cộng thêm 15 đường kiến tạo để trở thành ngôi sao mới của Bundesliga năm đó. Tháng 11 năm 2014, cuối cùng những nỗ lực của Firmino cũng được đền đáp. Anh được triệu tập lên đội tuyển Brazil và ghi bàn. Mùa hè năm 2015, Liverpool đã chi 41 triệu euro để có sự phục vụ của cầu thủ người Brazil. Một chương mới trong sự nghiệp của anh mở ra. Firmino đến Liverpool, nhưng khi mới chỉ đá 8 trận trong màu áo đội bóng chủ sân Anfield, thì Brendan Rodgers bị sa thải và được thay thế bằng Jurgen Klopp. Ủy ban chuyển nhượng của Liverpool đã xác định Firmino là mục tiêu. Firmino đáng tin cậy hơn ở vị trí mũi nhọn cộng với sự tích cực phòng ngự nữa, nên anh nhanh chóng trở thành người không thể thay thế. Ngày 21 tháng 11 năm 2015, hành quân đến sân Etihad của Manchester City.
Liverpool dẫn trước 3-0 sau 32 phút và chung cuộc giành thắng lợi 4-1. Firmino ghi bàn thắng thứ 3 của Liverpool và khiến các hậu vệ City chiều hôm đó phải bở hơi tai. Và Liverpool dưới thời Klopp ngày càng vào guồng. Các bản hợp đồng Sadio Mane và Mohamed Salah đến ở các mùa giải sau đã tạo nên bộ ba tấn công hủy diệt nhất Premier League. Firmino là người làm nền lý tưởng cho Salah và Mane. Cả hai bọn họ là chủ nhân của chiếc giày vàng hai mùa giải gần nhất. Nhưng nếu không có Firmino, họ sẽ không thể đạt tới số lượng bàn thắng như vậy. Bạn không bao giờ biết điều gì có thể diễn ra trong tương lai khi thấy một cầu thủ trẻ. Bạn có thể tưởng tượng nhưng không bao giờ biết chắc chắn. Roberto là một ví dụ về việc bạn có thể làm được nếu thực sự đặt cả tâm huyết vào đó. Có những phát hiện tốt, có những phát hiện xuất sắc và tất nhiên có những phát hiện giống như Bobby Firmino.